Như chúng ta đã biết, để chọn một sản phẩm tốt chưa chắc bạn đã có thể chăm sóc da tốt nhất. Bởi thực tế còn phải chú trọng đến yếu tố sản phẩm đó có phù hợp với làn da bạn đang sở hữu hay không. Chính vì vậy, mà để được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng bạn cần phải biết tế bào gốc Jonas dành cho da gì, để từ đó xem thử sản phẩm có phù hợp với da của mình hay không nữa. Trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm tế bào gốc Jonas xem nó phù hợp cho da gì nhé. Bên mình là Shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của Shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, Shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Như chúng ta đã biết, tế bào gốc Jonas có một bản thành phần khá là an toàn, được chiết xuất từ những thành phần lành tính với chiết xuất từ hạt đậu nành. Đây được xem là tế bào gốc 100% thực vật giúp tăng trưởng tế bào, phục hồi da chuyên sâu. Do đó được nhiều người ưa chuộng bởi sự tự nhiên của sản phẩm. Đối với những bạn có làn da đang bị mụn hoặc đang bị sẹo rỗ, lỗ chân lông to do da tiết nhiều dầu, tế bào gốc Jonas sẽ là giải pháp tuyệt vời cho bạn khi kết hợp cùng phi kim và vi kim, nó giúp cải thiện rõ tình trạng sẹo rỗ, mụn và lỗ chân lông to đấy nhé. Đương nhiên sẹo rỗ còn cải thiện được thì thâm chẳng là vấn đề gì đối với tế bào gốc Jonas rồi. Hơn nữa, tế bào gốc giúp tái tạo các tế bào mới nhanh chóng, do đó làn da của bạn sẽ trở nên vô cùng trắng sáng, đồng thời cũng giúp làm mờ các vết tàn nhang, nám cho da tươi trẻ hẳn ra. Ngoài ra, tế bào gốc là giải pháp cần thiết nhất hỗ trợ bạn làm trẻ hóa da từ bên trong cho những cô nàng có làn da đang bị lão hóa. Chỉ với một cây lăn kim tay hay một máy massage đi dưỡng chất, máy điện di, búa nóng lạnh, bạn cũng có thể sử dụng Jonas hiệu quả tại nhà như ở spa vậy nhé. Tế bào gốc Jonas hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tế bào gốc Jonas hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.